một. Hồi nãy khi mà cứ rung xong cao với sách con xong, kẹp vô nó rất là lạnh hơn. Em hát càng rung quá, sao rung dữ vậy? Không phải, hồi nãy có một cái đoạn nếu mà mọi người để ý là nó sẽ là cái đoạn của em. Nhưng mà tại vì em lo phải mê. Em làm cái gì? Em lo phải mê. Em làm cái gì? Em thật sự là như vậy mà em lo phải mê thì nó rất lo hát quá. Cái tình yêu vừa đến cầu của em. Sao biết sao buồn không? Không có tiếc rồi mọi người. Hello Sang. Sang em lo buồn. Cười tí xíu, nhưng mà thật sự lâu lâu có những sự kết hợp mới như vậy nó làm cho mình có nhiều cái cảm xúc lại ha. Dạ. Thì hôm nay với cái đang cái đà cảm xúc lạ như vậy đó, em có mang đến bài hát gì cũng cũng lạ. Cũng lạ vậy không? Dạ. Thì bình thường thì em hát những ca khúc bolero dân ca thôi. Thì tiếp theo đây là em sẽ thử một ca khúc với giai điệu nó vui tươi hơn một xíu. Sôi động không? Không có sôi động lắm. Nó dương ca nhưng mà nó dễ thương vui. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Và chính là ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Minh Tâm, bài hát mang tên Tuổi Mộng Tuổi Mộng Xứ Đồng. Xin mời. Cảm ơn anh. Đừng có lên xe. Bao nhiêu thời gian vừa qua là cứ mỗi lần mà Trường Sang xuất hiện là quý khán giả hỏi tiếp chung đâu
ngược lại gặp cái dung hỏi có chuyện sai không đó đi hát chuyện với nhau biết có kỷ niệm gì vui hay mình kể mọi người nghe. Nói về kỷ niệm thì có nhiều lắm, chồng phải kể từ đâu không biết mình viết mail hay là mình soạn cái văn bản gì đó mình gửi về bưu điện cho nó lại ví dụ kể cái gì nào ơi để mà về kỷ niệm á thì giờ dài cũng không nhớ mà kể một cái rất là vui nha. Anh nói là mỗi lần mà Trường Sang livestream qua đi đâu hỏi Tiến Nhung đâu rồi Tiến Nhung mà livestream hỏi Trường Sang đâu nhớ hơn rồi có một cái cô khán giả cô comment rất là dễ thương à, em đăng cái bài viết là người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi ở đây kêu tâm sự với ông kia đó cái có cái cô đó thì phụ là đúng rồi ai biết cho chịu kiểm tắt theo chi mà nghĩ cái cỡ này sao kèm nói rồi vậy có mua quà gì cho người ta không có anh đó mình bớt nắm tay lại bên kia phải có gì nữa. Trường Sang có tặng em đó là chứ. Những hộp xúc xích đức. Không có ngon không có bự. Xúc xích đức bự chứ vậy. Xúc xích đức bự lắm mà đâu Trường Sang tặng nó bự hẳn ngon. Có cái hộp bự gì nè mà tôi sợ bạn không hết. Nhưng mà ngon lắm các vị ơi. Ngon có bớt diễn tả rồi. Đó. Thì nãy giờ lúc ngoài đây có suy nghĩ cái chuyện tình của tụi mình đi tới đâu là sao thì mình tính chuyện gì xa xa hơn chút nữa không giờ mình đứng đây mình tính chuyện tình mình đi đó. Chuyện tình mình đó là tên của một ác đám cưới của họ hai bạn hát rồi sao ông đám cưới thì sẽ khấu thôi chứ ngoài đời khó nha chấn động với Hậu Giang nữa. Đúng rồi. Đó, mấy bạn. Bây giờ vậy đi, bây giờ vậy nè. Hôm nay sẵn dịp là có quan viên hai họ ngồi chia hai bên rồi. Giờ bà con mình ai nhà trai à? Bên này có. Rồi nhà gái bên nào à? Rồi. Hôm nay xuống phòng làm chủ hôn. Rồi. Chủ hôn. Không. Luôn quan viên hai họ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thế bây giờ mời quan viên hai họ hãy dành một tràng vỗ tay để cùng lắng nghe chuyện tình mình của Trường Sang và Tiến Nhung. Thật ra hai đứa không có nghĩ là sẽ hát cái bài này. Còn phải nói là cái bài này còn nhờ là tao tèo đi mẹ cha. Trốn ở đâu dưới rồi, đúng không đâu rồi. Không quen. Bắt hai đứa là đứa phải về nghe bằng cho ba. Nghe như là sắp đám cưới tới nghe cảm đi hai đứa bay về hai đứa bay học yêu đi thấy tụi bay yêu nhà quá rồi sau thời gian hai đứa cố gắng học yêu thì mấy người thấy yêu được không ạ thôi chưa có được mấy người lên nhiều mày ghẻ này anh Trường ơi cứu em ạ cứu tụi em ạ và thì, để tiếp tục chương trình thì sau đây sẽ xin phép được mời sự trở lại sân khấu của anh Quốc Trường cùng với nam ca sĩ Trường Huy có một ca khúc rất là hay nổi tiếng được mang tên Nụ Hồng Mòn Manh Nhạc Hoa Lời Thề. Sorry, cánh hồng phai. Dạ. Em xin lỗi anh Huy. Thấy kỳ chưa?